Xin chào tất cả các em đến với chương trình dạy học trực tuyến của môn thể dục khối 6. Ngày hôm nay chúng ta sẽ học chủ đề bài thể dục liên hoàn ném bóng. Để bắt đầu bài học ngày hôm nay, cô mời các em đứng dậy khởi động. Đầu tiên chúng ta sẽ khởi động các khớp. Động tác thứ nhất, xoay cổ. Các em sẽ xoay từ trái sang phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi. Động tác thứ hai, xoay khuỷu tay. Các em xoay từ ngoài vào trong. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 3, xoay vai. Hai tay nắm hai chuẩn vai, xoay từ sau ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư, xoay cánh tay từ sau ra trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 5, xoay hông từ trái sang phải. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chiều. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 6, xoay cổ tay cổ chân. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân, đổi chiều tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Tiếp theo các em thực hiện các động tác căng cơ. Mỗi một động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. Thực hiện bên trái 8 nhịp, sau đó đổi sang bên phải cũng thực hiện 8 nhịp. Các em nhìn theo hình và chúng ta thực hiện theo nhé. Động tác thứ nhất, căng cơ tay vai trước. Các em thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 2, các em thực hiện căng cơ tay vai sau. Thực hiện bên tay trái trước. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi tay. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 3 là động tác nghiêng lườn. Các em thực hiện bên phải trước. Nghiêng lườn bên phải, bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi bên. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ tư là động tác gập thân. Các em cúi người xuống và chúng ta giữ 2 lần 8 nhịp. Bắt đầu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6,
7 thôi. Động tác thứ 5, các em thực hiện căng cơ đùi sau. Các em thực hiện chân trái trước, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 6, các em thực hiện căng cơ đùi trước. Các em thực hiện bên chân trái trước, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 7, các em thực hiện ép dẻo. Chân trái bước ra trước, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác thứ 8, các em thực hiện ép dẻo ngang. Các em ngồi xuống bên chân trái và chân phải của em duỗi thẳng, bắt đầu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, đổi chân 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Như vậy là chúng ta vừa mới khởi động xong. Sau đây các em sẽ vào nội dung chính của bài học ngày hôm nay. Nội dung đầu tiên đó là các em học bài thể dục liên hoàn. Thì bài thể dục liên hoàn của khối 6 các em có 20 nhịp. Ngày hôm nay các em sẽ thực hiện từ nhịp 1 cho đến nhịp số 12. Các em nhìn hình và nghe cô phân tích thực hiện theo. Tư thế chuẩn bị đó là tư thế nghiêm, mũi chân khép hình chữ V. Nhịp số 1, chân trái bước sang ngang rộng bằng vai, đồng thời hai tay đưa ra trước lên cao chích chữ V, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngửa. Nhịp 2, hai tay thu ngang vai, đầu ngón tay chạm mõm vai, mặt hướng trước. Nhịp 3, về tư thế như nhịp 1, đồng thời hai chân kiện gót. Nhịp 4, thu chân trái về, đồng thời hai tay hạ về tư thế chuẩn bị. Nhịp 5, chân trái bước sang ngang, đồng thời hai tay đưa ngang vai, cẳng tay phải gấp trước ngực, lòng bàn tay sắp. Nhịp 6, tay phải duỗi sang ngang, cẳng tay trái gấp trước ngực, lòng bàn tay sắp. Nhịp 7, tay trái duỗi ngang vai thành hai tay dang ngang, lòng bàn tay sắp. Nhịp 8, chân trái thu về, hai gối khuỵu, đồng thời hai tay duỗi thẳng, chết bên thấp, lòng bàn tay sắp. Nhịp 9, chân phải đưa sang ngang, bàn chân duỗi thẳng, đồng thời hai tay đưa lên cao, áp sát hai tay, lòng bàn tay hướng vào nhau, mặt nhìn thẳng. Nhịp 10, trở về tư thế như nhịp 8. Nhịp 11, thực hiện như nhịp chính nhưng đổi chân trái. Nhịp 12, chân trái thu về sát chân phải, hai tay thu về tư thế chuẩn bị. Bài thể dục liên hoàn lớp 6. Sau đây các em sẽ thực hiện theo video. 1, 2, 3.
Các em thực hiện lại lần thứ hai. Lần thứ ba. Như vậy các em vừa hoàn thành xong 12 nhịp của bài thể dục liên hoàn. Các em luyện tập thường xuyên ở nhà để các em thuộc bài. Nội dung tiếp theo mà các em học ngày hôm nay đó là ném bóng. Các em quan sát hình và xem cách cầm bóng. Thì khi các em cầm bóng, các em sẽ giữ bóng bằng các đầu ngón tay và phần chai tay. Các em cầm bóng không nên quá chặt hoặc quá lỏng. Bóng mà các em học ở đây, các em có thể sử dụng đó là quả bóng tennis, trái bóng nhựa, hoặc là quả bóng các em có thể làm bằng giấy nháp, giấy báo hoặc là bịch ni lông, vân vân. Các em cuộn lại thành hình quả bóng. Trước khi đi vào học kỹ thuật ném bóng thì đầu tiên các em sẽ học các động tác bổ trợ ném bóng. Động tác đầu tiên đó là ném bóng hai tay qua đầu ra trước không bóng. Bây giờ các em, cô mời các em đứng dậy và thực hiện theo hình. Các em nhìn hình và thực hiện theo lời nói của cô. Đầu tiên là tư thế chuẩn bị. Các em đứng chân trước, chân sau, trọng tâm hơi dồn vào chân sau, tay ôm bóng sau đầu. Về phần động tác, khi ném, các em chuyển trọng tâm từ chân sau ra chân trước, thân trên thẳng và hai tay đưa bóng từ sau lên trên và qua đầu, sao cho góc độ ném, tay rời bóng tầm 45 độ. Khi ném xong nên bước chân sau lên một bước để giữ thăng bằng. Chú ý, khi ném, góc độ ném, tay rời bóng tầm 45 độ. Tránh trường hợp bóng rời tay quá sớm hoặc quá trễ sẽ làm giảm thành tích. Động tác thứ hai, ném bóng hai tay qua đầu ra sau không bóng. Các em nhìn hình thực hiện theo. Tư thế chuẩn bị, các em đứng hai chân song song, rộng bằng vai, người khom, đầu thẳng, tay cầm bóng duỗi thẳng. Về phần động tác, hai tay đưa bóng từ trước lên trên và qua đầu thì ném. Khi ném xong nên bước một chân ra sau để giữ thăng bằng. Chú ý, khi ném, các em tránh trường hợp ném bóng quá sớm sẽ bị bóng trúng đầu, hoặc quá trễ bóng sẽ rơi gần vị trí đứng.
Như vậy phần bài học đến đây đã kết thúc. Sau đây cô có một số câu hỏi củng cố bài. Các em ghi vào giấy và làm bài tập nộp lại cho cô. Câu hỏi thứ nhất, bài thể dục liên hoàn khối 6 có bao nhiêu nhịp? Hôm nay các em học bao nhiêu nhịp? Em hãy nêu cách thực hiện nhịp 5 của bài thể dục. Câu hỏi thứ hai, em hãy nêu cách cầm bóng trong kỹ thuật ném bóng. Câu hỏi thứ ba, khi ném bóng hai tay qua đầu ra trước, em cần chú ý gì? Và đây là bài tập về nhà. Sau khi nghe bài giảng xong, các em hoàn thành các câu hỏi củng cố trên và gửi về mail của giáo viên theo hai hình thức. Một là các em viết ra giấy chụp hình gửi qua mail. Hai là các em làm bằng file Word gửi qua mail. Các lớp 61, 63, 65, 67 gửi mail cô Ngọc. ngole7891a@gmail.com. Các lớp 62, 64, 66 gửi về mail cô Châu, chiều châu4a@gmail.com. Tất cả các bài làm của các em nộp xem như một hình thức điểm danh. Các em có tham gia học tập và được tính vào cột điểm chuyên cần. Phần bài học ngày hôm nay chúng ta đã kết thúc. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong tiết dạy sau. Chúc các em nhiều sức khỏe và học tập tốt.